bác có cứ là mình đi nhuộm năm ren cái hồi mà các bà ngày xưa, các cụ ngày xưa. Đây là mấy ngày ở trên Wish. Và hôm nay là video clip mà mình không có nghĩ là mình sẽ định làm, nhưng mà xong rồi lại nghĩ thôi làm đi. Tại vì có nhiều câu hỏi rất là buồn cười đấy. Ủa Giang chị xuất hả chị? Ờ thì đương nhiên là Giang chị xuất. Thì Giang xuất thì nó mới nhìn thấy được đúng không? Thì có một cái vấn đề là cái chuyện mà làm trắng răng. Tại vì bọn mình thì suốt ngày uống trà sữa nè, xong rồi uống cà phê nè, hoặc là ăn sô-cô-la, hoặc là những thứ mà kiểu đấy, nó làm răng càng ngày càng xỉn màu đi. Vì mình là một đứa cực kỳ mê son cho mọi người cũng biết rồi. Và dĩ nhiên là xem có quá nhiều clip rồi đúng không? Mọi người hãy xem hình swatch trước đây nhá. Tô son mà kiểu tông hồng ấy thì nó sẽ làm cho răng nhìn vàng hơn. Đây, mọi người xem có phải là răng mình trắng hơn rất nhiều so với lúc trước không? Mình lại một đứa là cái níu rồi cái răng lợi nó cũng bị nhạy cảm, nên là mình ít khi mình xài những cái đồ gọi là làm trắng răng. Nhưng mà có dùng cái này, cái miếng dán trắng răng này, và sau mấy ngày thì thấy nó trắng lên. Nên là sẽ review cho mọi người, cũng như là hôm nay sẽ sử dụng cái sản phẩm này tiếp tục. Tại vì mấy ngày nay dùng tự nhiên xong rồi thấy cười có vẻ trông sáng sủa hơn đấy, nên là review. Đấy, cái này nó sẽ có một cái, tôi sẽ mở cho mọi người xem. Hay không? Đây là giống như một cái hộp kẹo ấy. Thì trong một cái hộp này là có 7 miếng dán, thì dùng cho 7 ngày. Nhưng mà buồn thích thì dùng, hứng lên thì xài, nên là không quan trọng là các bạn dùng mấy ngày. Mình đã dùng 3 ngày rồi, các bạn có thể xem hình so sánh này. Đây mọi người thấy nhá, mỗi lần mà dùng là răng sẽ mỗi lần trắng hơn một chút. Mới dùng 3 lần thôi mà đã đạt được hiệu quả như thế này rồi. Vi diệu, thật là vi diệu. Đây là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn dùng cái sản phẩm này như thế nào luôn. Để ai mà đang tự ti về răng vàng ố xỉn màu thì sẽ có một thứ làm trắng răng mà rất là nhẹ nhàng, không bị sợ ảnh hưởng đến phần níu, phần lợi hay là những cái xung quanh. Trong cái hộp này thì có 7 miếng dán như thế này. Đây, mình thấy không? 7 miếng dán như thế này thì mình xài được 3 miếng rồi. Cái này là cái kiểu như là cái thước đo cái độ trắng răng. Đây là hướng dẫn sử dụng. Quay, dry quay, 30 phút này. Rồi bây giờ mình sẽ thử đo xem là răng mình đang ở mức mấy. Ở đây có 12 mức các bạn ạ. Thì mình nghĩ là cái mức số 1 này nó phải giống như là trắng, giống như còn hơn trắng răng sứ ấy. Xem mình đến đâu. Đi số 8. Đây, ở đây này. Đây là mình vừa mới uống trà sữa nên là nó lại kiểu thế. Thì bây giờ sẽ sử dụng cái sản phẩm này lần nữa để xem là nó lên được đến số bao nhiêu trên cái thước đo này. Bây giờ mình sẽ dùng khăn giấy để làm sạch cái phần ố trên răng. Cái này là phần trên và phần dưới. Ghê đúng không? Bác có cứ là mình đi nhuộm năm ren cái hồi mà các bà ngày xưa, các cụ ngày xưa. Đây các bạn sẽ để miếng dán ở trong trên răng như thế này khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì bóc ra răng sẽ trắng hơn. Thì tôi chỉ anh em một bí quyết nữa, đấy là tóc nó bám vào cái phần kẽ răng luôn á. Trông hơi ghê thế thôi nhưng mà đẹp này được đúng không? Nếu mà ngậm miệng lại thì thấy cũng đẹp gái, nhưng mà nếu mà nhìn ra thì hết hồn. Ghê thiệt chứ, đùa. Những cái sản phẩm như thế này nó sẽ rất kiểu gọi là cấp cứu hữu hiệu. Tại vì ví dụ như là mình có một cái bro, mình có một cái tiệc, mình cần lồng lộ trước mặt crush, mình cần kiểu nụ cười tỏa sáng, mọi người hiểu không? Khai giảng bế giảng chắc ai cũng kiểu đấy, lúc đó là lồng lộ hết sức để kiểu dạng như là không may lọt vào một ống kính nào đấy là chúng ta có thể được lên báo vì độ đẹp gái hả. Thì những cái sản phẩm như thế này các bạn dùng lúc nào cũng được, mà nó là những cái miếng dán như thế. Ủa lộn, nó là cái miếng dán như này bỏ vào túi rất là dễ, mang đi du lịch cũng được, mang đi đâu cũng được, nói chung là nhóm có võ đúng không? Ví dụ như là crush hẹn mình 8 giờ tối đi chơi thì 7 giờ là mình bắt đầu lên đồ đúng không? À không, 7 giờ lên đồ hơi muộn. 6 rưỡi đi thì đành là 6 rưỡi đến 7 giờ là mình bắt đầu dán miếng dán đúng không? Lúc đấy mình trong lúc đấy mình có thể gội đầu, tắm rửa, trang điểm con là điều các kiểu nó hứ xong rồi lồng lộn đi, hợp lý, quá hợp lý, cái đấy anh em ạ.
Ai mà đi tẩy trắng răng hoặc là đụng những thứ về răng miệng mình lần nữa mình rất là ghét. Bởi vì đến cả cái răng khô ngu của mình không dám nhổ, vì nói chung mình rất là sợ. Các bạn sẽ thấy cái việc đấy nó rất là ê buốt. Hoặc là dùng những cái sản phẩm như ngày xưa có cái miếng, mấy cái miếng mà 3D Y, cái gì Plus thì gì mà cũng Mỹ ấy. Mình dám thấy mình rất ghét cái mùi. Nhiều khi tặc lưỡi là làm không biết làm nào cho trắng răng hơn, hay là đi làm răng sứ cho kiểu trendy trào lưu bây giờ. Tại vì mình phải làm clip kiểu stress on các thứ, là quay nhiều cái kiểu beauty nó cận mặt đúng không? Các bạn hiểu rồi đấy. Xong rồi lúc nghe răng đang cười mà nó đã sức thì chớ mà nó lại còn không được trắng nữa thì nó kỳ cục lắm. Bây giờ mình cứ lên và cái nước bọt đi nó ngọt ngọt, xong rồi nó cũng cái vị giống như là dừa nữa. Thì tại vì cái thành phần của cái này là có bột ngọc trai này, than tre với cả dừa, cho nên là nó sẽ giống như các bạn đang ăn bánh hoặc ăn kẹo và rất là ngọt. Ngoài ra thì nếu mà nhiều người sợ cái việc mà chúng ta nuốt cái nước bọt ý, nó có ảnh hưởng gì không ấy, thì cái này không. Tại vì mình tìm hiểu là nó có chứng nhận bởi FDA Mỹ và có kiểm định SGS, nên là sẽ không gây độc hại và an toàn với sức khỏe, nên là cứ nuốt thoải mái giống như kiểu tớ đang nuốt bây giờ. Một cái hay ho nữa đấy là cái độ dày của cái miếng dán này nó rất là mỏng. Ấy à, bây giờ nó tụt xuống rồi trời. Hello, uầy, bây giờ tưởng là nó tụt xuống thì sợ, thấy nó như kiểu răng thật của mình là mình tưởng là cái nó tụt xuống. Nó có tụt đâu, nó mỏng lắm luôn ấy, nó có 0.01mm thôi, cho nên là sau lúc mà mình lấy cái tong, các bạn lấy tong mà kiểu kẽ răng như mình xong sờ lên cảm giác giống như răng thật của mình luôn, hết hồn chim én. Ê, bây giờ đã hơn 20 phút trôi qua và mình sẽ bóc cái miếng dán ra. Ý, hay ghê. Thế bây giờ là sẽ phải đi đánh răng dĩ nhiên rồi. Đây thì đi vào đánh răng nào. Mình dùng luôn cái này là kem đánh răng. Đây là kem đánh răng nha mọi người, chứ không phải là trông như cái chai đồ xài rồi gọi đâu. Đây là kem đánh răng của Anria luôn. Và cái này nó có chiết xuất y hệt giống như cái phần cái miếng dán tránh răng, là cũng là bột than tre rồi dầu dừa với cả bột ngọc trai nữa, cho nên là nó sẽ duy trì cái độ trắng sáng của răng mình. Cái này là bàn chải của Andrea luôn, hồng lâu rất là mình. Và cái này giống như cái bàn chải cho con nít xài. Đây là kem đánh răng, chắc phải dầu gội hay dầu xả, nhắc lại một lần nữa. Kem đánh răng thì có chiết xuất tinh dầu chanh nên nó sẽ làm thơm khoang miệng, và nó sẽ là dạng kiểu giống như không rất là khác kem đánh răng bình thường. Và bây giờ là sau khi mà đã đánh răng xong thì các bạn sẽ nói như là răng trắng hay không, trắng hơn bao nhiêu thì xem chưa ta, trắng hơn đúng không? Để chính xác đo xem là chúng ta sẽ trắng hơn bao nhiêu sau một lần dán răng, lúc đấy là nó sẽ rơi vào ở mức 8-9 kiểu ngưỡng đấy. Thì bây giờ nó sẽ lên đến đâu? Giờ nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 được nè. Đó. Wow. Cái cảm giác sau khi mà sử dụng ấy thì nó rất là kiểu thoải mái, không rất là không e buốt, không có một cái cảm giác là răng có một cái rít rít hay là thấy có vấn đề gì hết, mà nó rất nó giống như bình thường ấy. Chỉ có một cái điều khác biệt duy nhất đấy là cái lưu lại cái việc cái vị ngọt 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 của cái tinh dầu dừa ở trong cái sản phẩm thôi, còn lại rất là ok. Kể cả mình có uống nước lạnh thì cũng không thấy e buốt hay gì cả. Xong rồi bánh xong lên là thấy đẹp gái, cười tươi. Nói chung là chỉ cần tốn khoảng 30 phút mà thế răng trắng sáng hơn, chuẩn bị gặp crush cũng tốt hơn. Và chúng ta sẽ tự tin hơn nếu mà có một việc gì đấy quan trọng, tự tin khi mà cười. Cái sản phẩm Anria này nếu bạn nào thích thì các bạn có thể đặt mua. Thì chúng ta sẽ được tặng cả cái này là dụng cụ tạo nụ cười bằng silicone. Mình nhét vào như này và nó sẽ đẩy cái khóe miệng lên tạo thành một cái nụ cười, nó rất là giống như kiểu quảng cáo răng trắng này cười để xinh. Sản phẩm này thì như có bán ở City Color và Medicare, nên là ra những chỗ đấy có thể mua được. Nói chung là cưng ấy. Và có mọi người đã xem hết video này, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh với nhau của tớ, và có thể chưa phải nhấn vào đây cũng như là đây là fanpage và Instagram. Nếu bạn nào mà có sử dụng sản phẩm này thành công hoặc là dùng có review cái gì thì các bạn có thể comment ở video này cho mình biết. Và chúc mọi người sẽ luôn có một nụ cười xinh cũng như là răng trắng hơn và khi dùng những cái son màu hồng nha mọi người. Ok, bye bye.